Xin chào các bạn, mình là Trung nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách đo kiểm TB các bạn. TB là một cái cảm biến vị trí qua tay ga của mình đó các bạn. Nó hình dạng như thế này. Thì trên xe này nó nằm ở ngay cái họng ga này các bạn. Nằm dưới cái cảm biến IAVC là cầm truyền nhanh. Thì những dòng xe không dùng bộ ba cảm biến các bạn, không dùng bộ ba cảm biến. Thì cách đo kiểm để mình xác định nó là chết cái TB hay là đứt dây đoạn mạch từ cái TB này nè lên IC hay là con IC nó chết, thì mình chỉ cho bạn cái phương pháp đo kiểm rất là nhanh nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bóng đèn LED như thế này nè, bóng đèn LED như thế này nè, đèn LED 3V các bạn. Các bạn xác định chân âm dương cho nó, ví dụ như bạn xác định rồi bạn kiếm một con điện trở nè, điện trở 1000 ohm thì các bạn đấu nối tiếp với chân âm là chân dương gì cũng được, tùy các bạn thôi. Đó, có điện trở như thế này. Thì khi mà mình rút dắt cái TB này ra nè bạn, mình rút ra luôn nè. Thì ở đây nó có TB này, nó có tất cả là 3 dây nha. Các bạn TB thì nó nằm như thế này. Thì 3 dây, thì cái dây trên các bạn không cần nhớ dây cũng được, trên nè, trên cùng nè. Trên cùng nó là dương 5V. IC cấp xuống, còn cái dây xanh sọc dưới là dây âm của IC cấp xuống luôn, còn dây giữa là cái dây tín hiệu để truyền về con IC mình. Thì đây là xài cái giống như cái biến trở bạn, nó sẽ quét cái điện âm từ 5V 0 tới 5V để nó truyền về IC trong cái khoảng đó. Thì cái dây giữa là cái nhiệm vụ nó truyền cái điện đó gì nè, nó quét giống như trong cái mạch báo xăng mình có, các bạn hình dung nó giống như vậy. Thì hiện giờ mình rút nó ra rồi nè, mình bắt khóa luôn nè các bạn. Cho các bạn, mình cho các bạn coi. Thì đồng hồ nó báo lỗi luôn nè. Đồng hồ nó đang báo lỗi luôn nha các bạn. Thì mình tính cái hàng để xác định nó, đo coi nó có bị chết IC không hay là nó đoạn dây mạch. Thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn cái dây trên này nè là 5V. Dây trên là cái dây vàng sọc đỏ đó các bạn, là tín hiệu 5V cấp gì nè. Khó thấy quá nha các bạn. Đây. Dây cho nó 5V cấp gì, dây dưới là dây âm. Thì các bạn dùng cái đèn LED các bạn đo là nhanh nhất nha. Mình cắm vô hai chân đó, không cần gì nè, quay cái chân âm qua nè, cắm vô thì các bạn loại trừ nó rất là nhanh nè. Các bạn thấy đèn LED sáng không? Sáng là mình kết luận luôn cái chân dương 5V và cái chân âm của IC cấp xuống là ok, quá tuyệt vời nha các bạn. Không có sai đi đâu được, nghĩa là hai cái đường dây đó nó sẽ tốt. Tiếp tục các bạn lấy cái chân âm nè, cắm qua giữa thì đèn LED sẽ cháy mờ nha bạn. Đèn LED sẽ cháy mờ, bạn sẽ thấy kỹ, tại trong cái clip này nó hơi xa bạn không thấy nha. Đèn LED nó sẽ cháy mờ nha. Thì bạn kết luận luôn là cái đường cái từ điện từ IC nó chuyển xuống là ok. Đó, nó cung cấp mạch là ok, thì mình xác định thay cái TB. Còn mình cho các bạn biết thêm một cái nè, nếu mình cắm vô đúng nè, đúng nó cháy mờ như thế này, rồi tiếp tục mình lên mình tắt khóa nè, nó đang báo lỗi. Báo lỗi các bạn. Mình tắt khóa mình mở lại, nó sẽ hết lỗi luôn. Thì đây là nó sẽ, mình khi mình đấu điện trở 1000 ohm cộng với con đèn LED á, nó sẽ truyền về con IC là điện khoảng tầm 2V mấy á các bạn. Mình không nhớ chính xác, phải lấy đồng hồ. Đó là cách xác định dùng bóng đèn LED rất là nhanh các bạn. Mình kết luận cái mạch điện từ IC nè, từ cái TB này lên là OIC là quá tốt nha bạn. Thì nhiệm vụ đó bạn chỉ cần gắn cái TB khác vô là được rồi. Thì đó là cách xác định nhanh. Còn cách đo kiểm thì mình cũng chỉ các bạn luôn. Ví dụ như các bạn có đồng hồ thế này thì các bạn dặn về thang đo AC cho DC cho mình là điện một chiều nha các bạn. Thì các bạn đo một cái chân trên đó chân vàng sọc đỏ thì nó sẽ có điện 5V. Đây các bạn thấy cái nhìn như vô đồng hồ giùm mình nha, vàng sọc đỏ nó sẽ 5V nha các bạn. Đó, vàng sọc đỏ nó sẽ 5V. Đó, các bạn thấy 5V không? Thì mình đấu qua một con trở, một con đèn LED thì về đây á, nó sẽ không còn 5V nữa các bạn, còn khoảng tầm 2V mấy là cái chân giữa truyền tín hiệu gì đây, nó không báo lỗi nữa, thì nó tầm 2V mấy đó các bạn. Nó 2V 5 nha các bạn, nên con IC nó nhận biết được tín hiệu ổn cho phép nên nó không báo lỗi được bạn. Thì mới xác định cái đường dây nó tốt, mình chỉ nhịp thay TB thôi. Nhiều bạn nghĩ đơn giản mình cứ gắn cái TB này nè, mình gắn sau cũng được, nhưng mà mình để ý đây có cái mũi tên trong đây nè. Thì cái mũi tên lúc nào nó cũng hướng về hướng này nè, nếu lệch thì mình lấy vít mình xây lại nha các bạn. Thì mình gắn theo
theo mình làm thường á thì TB khi gắn vô nó sẽ có điện áp dao động từ 390 mA tới 500 mấy mA bạn. Các bạn mình thì gắn vô mình sử dụng cái điện áp cao nhất của nó. Các bạn nới lỏng con ốc này ra nè. Rồi cái tay bạn khi gắn vô bạn nhích thẳng lên trời này. Mình lấy một lực nhẹ mình nhích lên trời. Thì mình hãy thiết con ốc này vô thì lấy cái điện áp cao nhất đồng nghĩa dưới á. Nó sẽ phun xăng cái lượng nó nhiều hơn bình thường thì nó chống được cái hiện tượng thực ga. Nhiều khi mình không làm cái thao tác đó thì mình gắp vô, nhiều khi mình gắp TB mới rồi tại sao nó vẫn thực ga các bạn. Thì mình không lấy được điện áp cao đó thì nó sụp ga. Còn các bạn muốn lấy được cái điện áp cao đó mình phải dùng cái mắt tuôn đó bạn, mắt tuôn để mình đo. Thì cái đó các bạn chịu khó đầu tư cho mình thêm cái mắt tuôn thì nó dễ làm việc rồi. Mắt tuôn á thì các bạn nó sẽ kiểm soát nhanh hơn, mình không cần phải đo kiểm nhiều. Ví dụ như về thì mình cứ cắm tuôn vô mình tự động ra. Đây mình cắm sự mắt tuôn lên rồi mình nhìn vô cái dữ liệu động cơ này các bạn, rồi mình vô cái giá trị điện áp bấm ga này các bạn. Khi mà các bạn cắm vô á, nếu nó lên bao nhiêu á thì các bạn biết cái xung quanh con đèn led như thế nào rồi. Đây. Các bạn mình cắm vô nó sẽ báo điện áp TB nè các bạn, thì mình biết nó sẽ nhận được cái tín hiệu nguồn nè. Rồi mình cắm trực tiếp vô thì nó sẽ báo đầy đủ hơn. Rồi mình sẽ canh TB mình dựa trên cái thông số này mình canh luôn các bạn thì nó tốt hơn. Thì đó là cách đo kiểm xác định cái lỗi đứt dây TB nó nhanh nhất các bạn. Sử dụng bóng đèn led đi, về để mua một cái bóng đèn led thì nó rẻ thôi các bạn. Rồi các bạn hỏi TB mà vệ sinh nó có chết hay không nha các bạn. Đó, mình cắm vô này các bạn nhận nè, nhận từ này là 448 mV là cũng đạt rồi các bạn. Các bạn muốn lấy điện áp cao hơn nữa, phun xăng cho đậm hơn nữa thì các bạn xả ốc ra, các bạn kịch lá hướng lên trời là hạ tiết cho ốc vô nha, kịch lên. Thì đó là mình cách lấy cái TB cho nó cao. Rồi lấy thí dụ như nó lệch cái góc mở bướm ga nè bạn, cái giá trị góc mở bướm ga. Các bạn cứ nổ máy rồi siết cho con ốc gió này nó tắt máy luôn, tự động sẽ lấy cái giá trị bướm ga gì không ra lại cho mình. Rồi mình sẽ chỉnh gió lại 2 vòng 2.5 vòng gì đó là nó ổn định thôi các bạn, reset lại nó ổn định nha. Rồi nhiều bạn hỏi là mình vệ sinh tại sao mỗi lần vệ sinh cái TB nó hay chết bạn. Vệ sinh TB thì nó mình không được xịt vô đây các bạn, cái này giống như cái mạch. Rồi tất cả những cái chai xịt tất cả những chai xịt này rất là nguy hiểm nha bạn. Đây thật ra là axit, nếu xịt trực tiếp vào đây nó ngấm vào mạch thì nó hư, nó báo lỗi TB là bình thường. Rồi mình xin cảm ơn các bạn.